nên trong biệt thự nó khí hậu thuận hơn cho nó, thuận hơn cho nó chút. Tiệm mới là tiệm gì bạn có thiếu đó thiếu để khoe nghe biết không đang mưa mất rồi những cái mình lại qua sửa trời ngay thế trời ngay chọc mốt thì không cần dây bắt đuôi hoa mà không cần nữa thế à nó tin đi phải cảm ơn anh vào đây ngon
Thank you.